Thắng Lào 4-1, U23 Việt Nam đá một trận đá nhất bảng C. Đương kim vô địch U23 Việt Nam đã dễ dàng thắng Lào 4-1 để vươn lên dẫn đầu bảng C giải U23 Đông Nam Á. Thay cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có những khó khăn khi ra quân trận đầu giải U23 Đông Nam Á. Con Lào đã đá trận thứ hai. Tuy nhiên U23 Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ khi thắng Lào 4-1 để vươn lên dẫn đầu bảng C. Trong 4 bàn thắng của nhà đương kim vô địch U23 Đông Nam Á, thì hiệp 1 Việt Nam chỉ ghi được một bàn do công của Minh Khoa ở phút thứ 23. Đó là cú ra chân cận mặt cầu môn xuất phát từ tình huống sút phạt của Khuất Văn Khang. Bóng bay bật xà rồi chạm một hậu vệ Lào xuống sát đường biên ngang. Một cầu thủ Lào khác lao đến cứu bóng để tránh phạt góc. Không ngờ nó trở thành pha nhà bóng cho Khuất Văn Khang. Cầu thủ số 10 của Việt Nam có pha dứt điểm thứ hai. Bóng bay sát mặt cầu môn Sa Sa Lắc thì Minh Khoa lao đến tranh bóng cùng Trung vệ Lào. Khoa đã nhanh chân lấy bóng vào cầu môn của Sassalak. Bàn thắng đã giải tỏa bế tắc của nhà đương kim vô địch. 1-0 cũng là tỷ số tạm thời ở hiệp 1. Sang hiệp thứ hai, bất ngờ là có bàn gỡ hòa 1-1. Từ pha đá phạt góc, một tình huống lộn xộn diễn ra trước cầu môn Quan Văn Chuẩn. Thip Pha Chan nhanh chân lao vào đưa bóng vào lưới cận thành, săn bằng tỷ số 1-1 cho Lào. Đó là những nỗ lực cuối cùng mà Lào làm được ở trận gia quân thứ hai bảng C của họ. Sau đó U23 Việt Nam ghi thêm 3 bàn nữa do công của Minh Quang, Xuân Tiến và Vĩ Hão ghi vào các phút 72, 76 và 90 để ấn định chiến thắng 4-1 trước Lào. Đội bóng trẻ Lào có lối chơi tinh tế, có kỹ thuật, phối hợp nhóm nhỏ rất nét, tuy nhiên sức mạnh, sức bền của họ là vấn đề. Đó cũng là lý do vì sao ở hiệp 2 họ xuống sức để thua thêm 3 bàn nữa. Lào đã đá xong vòng bảng với chỉ một điểm cùng hiệu số bàn thắng, bại là âm 3, 3 trên 6. Lào gần như đã phải nói lời chia tay dài vì hiệu số phụ này. Họ khó cạnh tranh tấm vé nhì bảng duy nhất, vé vớt để vào bán kết. Như vậy, ra quân trận đầu với trận thắng, Việt Nam đã lên ngôi nhất bảng C. Trong khi đó, Lào đã đá đủ hai trận vòng bảng và có được một điểm qua trận hòa Philippines 2-2. Lượt trận cuối vào ngày 22 tháng 8, U23 Việt Nam sẽ gặp Philippines. Chỉ cần hòa đội bóng không mạnh này, thay cho huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ góp mặt ở bán kết với tư cách là đội nhất bảng C. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, bình luận và đăng ký kênh tin nóng mỗi ngày để cập nhật thêm nhiều tin tức mới nhất.